Tiểu sử nghệ sĩ Cải Lương Vũ Luân Nghệ sĩ Cải Lương Vũ Luân sinh ngày 17 tháng 12 năm 1972 là một nghệ sĩ Cải Lương danh tiếng tại Việt Nam. Anh được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 2015. Tên thật của anh là Lương Văn Bình. Không như nhiều nghệ sĩ khác, anh xuất thân từ gia đình công nhân, cư ngụ lâu đời ở khu Bà Quẹo thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Anh là con áp úp trong gia đình Thời thiếu niên thường làm may gia công Thỉnh thoảng theo người cậu làm thợ phụ sơn Theo lời anh kể Mỗi khi nhận tiền công Bạn thợ rủ nhau đi hát Sau phát hiện anh có giọng ca hay Nên khuyên đi học hát Được sự khuyến khích từ những người bạn Và cả mẹ anh Anh bắt đầu học hát ở nghệ chân nhân út trọng Được ông khen ngợi là có năng khiếu đặc biệt Nghiệp hát của anh được xem như bắt đầu từ năm 1985 tuy nhiên do không có người giới thiệu và đỡ đầu trong sự nghiệp anh đành chọn làm nghề đi hát ở các quán nghệ sĩ đám cưới để kiếm thêm thu nhập trong một lần đi hát anh được một thực khách đặc biệt chú ý đó là nghệ sĩ bạch long lúc bấy giờ ông đang tổ chức và quản lý nhóm đồng ấu bạch long gồm các thiếu nhi là con em của các nghệ sĩ hai đoàn cải lương tuồng cổ đã giải thể là huỳnh long và minh tơ Năm 1992, anh được Bạch Long mời tham gia nhóm Đồng Ấu Bạch Long, được đào tạo thêm về kỹ thuật hát và vũ đạo. Chính ông là người đã đặt cho anh nghệ danh Vũ Luân với lời giải thích có nhiều nét giống với Vũ Linh. Do nhóm thừa đào thiếu kép nên hầu như anh được phân vai kép chính hát cặp với Trinh Trinh, Tú Sương, vốn là các đào non sinh trưởng trong những gia đình nghệ sĩ lừng danh. Danh tiếng của anh bắt đầu được khán giả biết đến. Từ đó tên tuổi của Vũ Luân ngày càng bật sáng, tiếng vang đến các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ và không ít đoàn lưu diễn đã mời Vũ Luân tăng cường. Lúc anh vừa hơn 17 tuổi, 6 tháng theo nghề, đã thành sao và sau 6 tháng khởi nghiệp ở sân khấu chuyên nghiệp, đoàn cải lương đồng ấu Bạch Long, Vũ Luân chứng tỏ mình là một kép tránh nhiều triển vọng. Khán giả đến xem Vũ Luân diễn ngày một đông và tiếng lành đồn xa nên một số đoàn Cải lương tỉnh như đất mũi, Châu Long, Hoa Anh Đào, Bông Sen mời Vũ Luân về diễn tăng cường với cát-xê 3 triệu đồng trên một đêm. Đó là một con số kỷ lục cho một diễn viên trẻ mới chỉ 17 tuổi. Vì với đồng lương này vào thời giá lúc ấy, năm 1990, xấp xỉ một lượng vàng. Thế nhưng các đoàn vẫn cứ tranh nhau mời Vũ Luân tăng cường. Vì anh hát rất có danh thu nên họ đã đẩy giá anh lên 3,5 rồi 4 triệu một đêm. Tuy đã thành danh là một ngôi sao trẻ nhưng không vì thế mà Vũ Luân sao nhãng về nghề. Sau hơn một năm nằm hát tăng cường cho các đoàn tỉnh kiếm được một số vốn, Vũ Luân quyết định về lại thành phố để rèn nghề, tạo đà thăng tiến về lâu dài trên các sân khấu lớn có quy chuẩn và tầm cỡ hơn. Vũ Luân cho biết, được không ít khán giả quan tâm đến cuộc sống riêng, lo anh lẻ loi sau ánh đàn sân khấu nhất là khi mẹ của diễn viên đã qua đời tuy nhiên nam diễn viên hài lòng với cuộc sống hiện tại anh cũng nói lịch làm việc thường kín nên tôi không có thời gian để buồn hay cô đơn những gì tôi có được hôm nay đều do tổ nghề đãi cho nên tôi luôn muốn tận dụng khoảng thời gian còn sức khỏe để dành tâm huyết cho nghệ thuật đền ơn tổ nghiệp và góp phần truyền lửa nghề cho các diễn viên trẻ khác với một vũ luân năng động trên sân khấu đời thường nghệ sĩ sống khá khép kín ngại giao tiếp anh có tài khoản mạng xã hội nhưng không nghiện chỉ xem là phương tiện để giới thiệu những hoạt động của bản thân ngoài công việc anh thường chỉ ở nhà nghỉ ngơi hoặc cùng bạn thân đi lái xe đà lạt phan thiết vũng tàu nghỉ dưỡng để nạp lại năng lượng để tiếp tục làm việc hơn ba mươi năm gắn bó với cải lương vũ luân nói anh thấy may mắn vì nhận được nhiều tình cảm thương yêu của khán giả nhất là khán giả lớn tuổi. Có người xem Vũ Luân như con cháu, gặp chuyện buồn phiền đều tìm đến tâm sự như người nhà. Nghệ sĩ nhớ nhất là lần anh lưu diễn ở Mỹ, một khán giả bệnh thập tử nhất sinh mà vẫn chờ dịp xem anh diễn lần cuối. Đối với tôi, đó là những món nợ ân tình không thể nào quên. Ngoài biểu diễn, điều hành công ty riêng, Vũ Luân còn dành thời gian hoạt động từ thiện. Trong đợt dịch anh cùng đồng nghiệp bạn bè tặng 10.000 khẩu trang cho bệnh nhân các bệnh viện 115 một một nhi đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm của anh cũng đến thăm các cụ già neo đơn ở viện dưỡng lão Vĩnh Sơn và chùa Diệu Pháp nhân mùa Vu Lan. Và anh cũng nói: "Tôi muốn hồi hướng công đức này cho mẹ tôi để ở một nơi nào đó bà có thể mỉm cười khi thấy con trai sống và làm nghề một cách tử tế." nam nghệ sĩ hy vọng sắp tới có thể lập một nhóm từ thiện để cùng nhau chung tay góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cơ duyên được làm con nuôi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cũng tại chương trình, tấm hình thời trẻ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân được tiết lộ. Tiếp theo đó chính là tấm hình vai diễn đầu tiên Lương Sơn Bá ở đồng ấu của nam nghệ sĩ ưu tú. Và đặc biệt nhất trong số đó chính là tấm hình của Vũ Luân và cha nuôi Vũ Linh khi được hỏi về mối lương duyên này, nam nghệ sĩ nói, trong một lần đi hát đám cưới thì bạn của thầy Bạch Long vô tình có mặt. Thế là gia đình mời Luân Và nói chuyện với thầy. Mà lúc đó nghe gặp nghệ sĩ Bạch Long cái mình run lắm, nhưng thầy nói được và cho số điện thoại. Rồi từ đó mình bén duyên với sân khấu cải lương. Thầy đem về đào tạo rồi thầy mình lên làm kép chính luôn. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân chia sẻ, nghệ sĩ thường đi từ bước thấp nhất lên Nhưng anh lại không có trải nghiệm đó Trong đoàn thì mình học lẫn nhau do nghề cứng Rồi khi đào tránh hoặc kép tránh bị bệnh hay bị kẹt gì đó thì mình được thảy lên Ngày xưa có giai thoại cho tôi vái cho kép tránh bị bệnh Tiếp nối với câu chuyện Vũ Luân tâm sự Mình có cái tên trước cái nghề Khi xuất hiện anh trở thành hiện tượng vì có nét giống với cha nuôi Vũ Linh Nhờ vào đó được bầu sâu mời nhiều và từ đó được gặp và làm việc cùng với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Cứ hễ có vai con là đạo diễn mời Vũ Luân diễn cùng với Vũ Linh và cũng nhờ đó anh trở thành con nuôi ngoài đời của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Vở diễn đầu tiên của hai cha con hợp tác chính là Lỡ Chuyến Đỏ Thương. Nghệ sĩ Vũ Luân Tôi định lập gia đình vài lần nhưng đều không thành. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân cho biết anh giống với ba nuôi cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh ở chỗ sống hết mình với nghệ thuật cải lương được hưởng hào quang sân khấu với sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả nhưng cô đơn khi về nhà tôi có mấy lần định lập gia đình nhưng không thành tôi dành nhiều thời gian cho sân khấu vai diễn nên về nhà tôi chỉ muốn nằm nghỉ đầu óc trống rỗng không nhớ tới chuyện tình cảm thành xuân cứ thế đi qua tôi học được nhiều kinh nghiệm về nghề có thêm những vai diễn tầm đắc nhưng nhìn lại cuộc sống riêng là sự cô đơn, đôi khi tôi cũng thấy buồn. Tuy nhiên, tôi luôn tự an ủi rằng dù gì thì mình cũng đang được sống với niềm đam mê. <laughs> Nghệ sĩ có lần cho biết anh năng động, biến hóa linh hoạt trên sân khấu, nhưng sống khép kín, ngại giao tiếp ở đời thường. Anh có tài khoản mạng xã hội nhưng không nghiện, chỉ xem là phương tiện kết nối với khán giả và giới thiệu các hoạt động của bản thân. Ngoài công việc, anh thường chỉ ở nhà nghỉ ngơi hoặc cùng vài người bạn thân lái xe đi chơi xa. Nhìn lại 30 năm gắn bó với nghệ thuật cải lương, nghệ sĩ Vũ Luân nói, bà nuôi, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là người có ảnh hưởng lớn với mình. Từ những năm đầu đi hát, anh đã có may mắn được khán giả yêu mến vì ngoại hình có nhiều tương đồng với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ không dạy anh từng câu từng chữ, nhưng qua những cuộc trò chuyện trao đổi với ông, anh tiếp thu được nhiều bài học về nghề. Vũ Luân chú ý từng chi tiết khi nghệ sĩ Vũ Linh thoại để học hỏi và rút kinh nghiệm. Lúc sinh thời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh luôn nhắc Vũ Luân phải tạo được bản sắc riêng mới thành công. Bà hay nói với tôi là cứ một ngàn người biết tới ba thì có 900 người biết con. Do đó, con học theo ba nhưng phải tạo được cái riêng để khán giả nhìn thấy nhân vật của Vũ Luân phải khác với Vũ Linh. Mỗi lần chứng kiến Vũ Luân được khán giả cổ vũ nồng nhiệt, nghệ sĩ Vũ Linh đều gọi cho anh chúc mừng và động viên. Mọi niềm vui, khó khăn, khúc mắc trong nghề đều được Vũ Luân chia sẻ với cha nuôi. Cuộc gọi với các vai diễn Ngô Phủ Sai, Lương Sơn Bá, Từ Hải Thọ của hai cha con thường được kéo dài hàng tiếng. Giờ đây, khi nghệ sĩ Vũ Linh không còn, Vũ Luân luôn là người nhớ đến ông mỗi khi đi hát. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm like đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống